Hello cả nhà. Sau một đêm ăn rất là nhiều sầu riêng, mận, măng cụt, chôm chôm, tất cả loại hảo hạng không, thì qua sáng hôm sau mình sang một món rất là hãng hạo, đó là món cơm chiên ha, cơm chiên trứng. Và bây giờ chúng ta hãy làm việc ha, bắt đầu. Là cơm chiên hải sản ha. Còn đây là chảo ha. Đó, chảo dầu. Giờ chúng ta sẽ cho tí dầu ha. Chảo nóng nóng mà cho tí dầu vô. Ok. Thì ha. Đó. Chúng ta sẽ lấy đũa làm gì? Lấy đũa để thử dầu ha. Đó. Lau chỗ tay là nồi bếp bữa gai. Đây là món đơn giản thôi. Sau một ngày, sau một đêm ăn rất là nhiều món gì đó sang trọng, thì giờ mình sang món là trọng sang ha. Bây giờ đây, chảo nóng, sau khoảng chừng 30 giây chảo đã nóng, rồi bỏ cơm vào ha. Đó, cơm chiên bảo đảm nó ngon cực kỳ hảo hạng luôn. Đây, cơm chiên thơm, trứng, ơi chà thơm quá. Em yêu ơi, lấy cho anh cái trứng em yêu ơi. Rồi, đây người đẹp mở cho chúng ta, lấy cho ta một cái trứng, hai trứng đi. Rồi, hai trứng ha. À, sẵn cầm quay trên đẹp trai trong vòng khoảng chừng 2 phút xong rồi. Bây giờ là chúng ta đã coi cái cả nhà không? Bây giờ thơm quá. Nè. Thơm quá. Bây giờ chúng ta sẽ đập trứng nha. Và đập trứng của dừa. Ở trong cơm đã có sẵn hải sản, mực, tôm rồi ha, rau củ, tất cả các loại. Nhưng mà bây giờ mình muốn mix cái gì đó cho nó ngon hơn nữa, chất lượng hơn nữa. Đó, đơn giản cả nhà, trong vòng 5 phút thôi. Chúng ta sẽ có món ăn cực kỳ ngon luôn, cực kỳ bổ dưỡng luôn. Đố cả nhà ai mà tưởng là được cái món ăn này, tôi chịu gì cũng chịu. Ha. Không. Wow. Oh my god. Sao chúng ta tưởng được ha. Xong. Đơn giản đó nha ha. Đó, đó là bí quyết chúng ta làm một bữa ăn sáng cực kỳ nhanh gọn lẹ. Nếu chúng ta có cơm nguội thì cũng được, ok, cũng dễ làm, nhưng mà thực sẵn mình có cơm chiên sẵn thì mình làm mình sẽ cho thêm. Ha, cho thêm này cơm chiên kia. Này còn bơ nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mình không muốn, tại vì mình giảm cân cho nên Thắng không có thêm bơ nha. Rồi, được nhé, xong. Cực kỳ ngon. Giờ mình sẽ cho ra để nha. Đấy. Cực kỳ ngon luôn. Đây. Đơn giản có đâu mà khó làm thôi nha. Nha. Nó được đơn giản. Quan trọng bây giờ nè, tắt bếp. Ha ha. Chúng ta sẽ cho vào đĩa ha. Đấy. Nha. Cực kỳ ngon luôn. Nha. Này mấy cục vàng vậy bảo đảm cục vàng mê lắm. Ha. Em ăn luôn ha. Vậy nào anh Hùng, ngon quá trời. Rồi, xong. À, hai món. Đây. Nhìn thấy không? Chưa tới 5 phút mà chúng ta món cơm cực kỳ ngon luôn. Cực kỳ bổ dưỡng luôn nha. Đây, ta đem qua bàn. Đây, bày ra. Đây, mở
mở qua cột à. Nhà hai con mén nhà quen quá đó, thằng này chỉ ra đó. Nếu mà nhà có hai vợ chồng không thì cực kỳ đơn giản thôi, coi cũng ok vui ha. Giờ mình sẽ cho thêm hai ly nước chuốt nữa đó. Buổi sáng rất là nhẹ nhàng, không có gì phải khó khăn nha. Ai mà nói là không thời gian làm ăn sáng sáng không, thử thời gian làm ăn sáng cực kỳ đơn giản luôn, không gì khó, nhanh gọn lẹ luôn. Mình thì mình uống sữa ha, này nó quảng cáo không để gì đó, đấy cho cái chị ra quay kia ha. Thôi những cái này ha, chút kiểu mình lắc lắc chút xíu. Ui giời, còn gì bằng nữa rồi, ui giời. Của mình đó rồi, giờ mình sẽ đó. Con xương rồng biết để về đại lợi rất là tốn tiền gì đó, tốn cổ bỏ tại cực kỳ nhỏ gọn ha. Lấy bình mới, bye bye. Còn bây giờ thì đã xong, trong vòng 5 phút cả nhà nhớ nha, đơn giản cực kỳ đơn giản luôn. Bye bye cả nhà. Và đừng quên đăng ký theo dõi những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.